Chào ông bà cô chú có nhà nha. Chào mấy anh em. Chào mấy nhà. Đi qua đây gặp máy cắt lúa cả nhà ơi. Mình cắt chỗ đây coi có chuột không. Bắt bẫy mới chuột coi. Cái gì không ta? Có không? Trồng đó. Quá trời dễ cây đế luôn. Còn mấy ngã? 18 ngã không? Ơ đó lửa kìa 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 kìa. Đâu? Đâu dưới đất á? Đâu ngang rồi chạy nó gì á? Ừ. Rồi đó. Lửa. Lửa ăn rồi. Để nguyệt không? Để nguyệt không ha? Đổ gỗ về nghe. Để gỗ con. Mình không có đem đồ nghề bác ơi. Tự nhiên chạy con kìa. Quế hang chuột gì có con một ta. Dễ gì. Để tay của con hang qua thôi. Lứa hay gì? Ừ. Chở ra chân đó đó. Hai con. Mấy à? Ba con. Ba con. Là hang đâu rồi? Vô nó vậy? Qua đây nè! Rồi! Đi dọn kìa! Đây đó! Em lại trên chập xét! Vô cắt đất hay vậy? Bóp mạnh lên. Cái nè nè. Chuột chà bá lửa luôn cái nhà. Chúng em phụ quá. Còn là lứa đó. Còn. Còn mày lứa không biết sao đâu. Để nguyện nó con. Coi gỗ đi. Gỗ đó về đây coi. Chạy lúc anh. Chỗ dừng bà, dưới đó đó. Ừ. Chạy đâu rồi? Chỗ đó đó. Chạy lại bên kia rồi, không qua đây. Bên kia rồi, không qua đây. Chạy lòng bên kia gì đâu. Lòng bên kia rồi. Kê quá, lòng quá anh tính kìa quá. Hay tính thần hay không? Một em nữa. Cầm vô gỗ con. Đó, nó hai giạc lại lần thứ hai rồi kìa. Đi theo máy đó mới được. Trong kia thấy nó bư hang nhỏ nhóc trơn á mà. Sao? Cặp mé đường rồi nè. Mà nó bư kiểu mà nó bư như bư ăn cỏ vậy đó. Không á. Đó, đó.
Không không? Ăn chuột khối gì đỡ lẻ mẻ không ạ, lâu lâu gặp con hả? Con vô quăng Tùng hả? Được mấy con lứa rồi, cũng 5-6 con gì rồi. Lứa cùng rồi xong. Cánh kế bên đây có chuột rồi cả nhà, ở chỗ miếng đất nãy giờ thấy không có chuột cả nhà, giờ mình chuyển cánh qua bên đây. Miếng đất này lúc trước cũng ngày hôm kia mình, hôm đó mình bắt có bên chùa số tre đó cả nhà, chùa số tre nằm bên đó đó. À, mấy miếng đất này nó còn xanh nè, không nè, sao vô tình bữa nay đi qua bên kia cái đảo đảo về cái gặp mấy cắt lúa ở đây rồi anh em mới quẹo vô kiếm mới chùa. Bên đây lúa nhiều quá không có. Làm đựng con nữa cả nhà. Để chịu chuột cả nhà. Cắt hao miếng đất bắt được có 3 con chuột à. Kiếm hang đào đi. Kiếm hang gà có hang. Cả chỗ dưới hồ nước để bánh. Đi thôi cả nhà. Quái tới nữa rồi. Rồi yêu quái tới nữa rồi cả nhà. Tới tới rồi. Dọn vô đâu quay? Vô rồi, đập cho nó ấy vô qua, không có đem đồ đựng, hồi nữa mình làm luôn. Lứa. Chiều qua tới rồi cả nhà, dữ lắm, chuyển cây mưa nè, chuyển kịp không nữa nè. Biết sao đây. Thôi điều trời chứ. À. Sao không thấy chống chân gì hết trơn á? Dữ lắm, kỳ mưa tới kìa, tới ăn chuột nha kìa. Quá trời cả nhà. Nào quay đem kéo nè. Mệt mù à. Còn không Túc? Rồi có một dòng sông luôn. Hai con. Hai con kia kìa. Kẹp bột tiếp dùng ba rồi anh Tích. À quên đó. Được rồi, trên comment có người hỏi dùng ba hay sao cục ngón tay của em, nhưng mà em không biết được trả lời cái này. Bị chuột cắn hay gì không ba? À chắc dừa ha, chắc dừa bị đứt tay cả nhà ơi.
làm vô mực dữ lắm. Về được lắm, về cũng về không có kẹp đâu về. Rồi hay. Đập cái đó con bò nó cũng chết. Chột về. Đằng kia nãy cũng được một con chuột bự với 5-6 chuột lứa rắn nữa cả nhà. Xin lỗi cả nhà, đập cái quá mẹ. Gắn đi. Hang này chạy đâu khỏi? Cái này không được rồi, mưa không anh ơi. Tới rồi kìa. Tới rồi. Tới rồi cả nhà ơi. Thôi tới chỗ che rồi. Sao? Mày hơi chặn mũi chùa nữa nè. Giọt giọt quá. Giọt giọt đến đây. Có chuột thì giờ sao ướt đồ hết trơn, ướt máy. Thôi giọt cả nhà ơi, mưa rồi. Dữ lắm, mưa rồi cả nhà ơi. Ôi xiết vô. Gió xuôi. Đúng rồi thiệt. Không như là mơ thiệt cả nhà. Thôi vô mình kiếm chỗ nào nấu ăn thôi cả nhà. Kiếm chỗ nào nhờ đỡ đi. Anh em cũng đói bụng lắm rồi cả nhà. Tắt sớm cũng được mấy con chuột. Giờ cũng mưa gió quá trời luôn. Có cái chòi này nè. Mình nấu cơm ăn đây. Với làm mấy con chuột ăn. Anh gặp mấy trái xài dụng cập rê đường nắng không anh? Lắm luôn thằng. Nghĩa lạnh hả con? Vô trong đi Nghĩa. Cởi áo cho đây con, cởi áo cho phơi. Cởi áo đó cho phơi đi. Nhìn lên. Đây về nhà cũng cỡ 4-5 cây số nữa cả nhà ơi. Con cây táo ơi. Này cả nhà ăn táo nha. Mưa quá trời, Út Khanh đi là đằng nhà của bà cô đang xin được mớ củi cả nhà ấy nấu cơm ăn. Lại đắng gặp ngoại nó ngoại là mượn cho con Trinh vài cái củi khô. Nấu cơm ăn nó mẹ đâu mà mày lại xin củi vậy, nó mấy con đi cắt lúa đằng đắng. Củi ướt hết rồi. Nó trời ơi lấy con mới lại thằng nhà bà nè nấu. Được dữ vậy ta? Không mình bả nhà. Yên ha. Thôi, đem cái lọ rồi. Rồi đó, nhúng luôn đi. Ủa em thôi, có cái trời. Trời này im được chứ. Anh em chơi như biết lạnh hết trơn. Cũng có chuột lai gai cả nhà ơi. Mà bây giờ mưa rồi thôi, không có bắt chuột được. Giờ mình vô mình nấu cơm ăn luôn. Lúa ở đây cũng còn dạng mơ như lúa này cắt luôn á. Ê, bắp nãy à. Mình mua nãy lắm. Không này chưa tốt cái dân rồi. Chuyện ăn cơm cái đi, khỏi khỏi đó bắp đi, mưa gió đó bụng đây làm sao cơm vụ cơm rồi đi. Khỏi bắp đi. Giờ nhóm lửa không cháy dùng ba xé luôn cái cổ áo luôn rồi cả nhà. Xé luôn tay áo luôn rồi. Ướt không? Mưa làm clip cực khổ quá. Vậy tích. Ok đây nhóm lửa tiếp dùng ba được. Lạnh không nghe, lạnh không con? Kêu ở nhà bé Nghĩa kêu ở nhà không có chịu, nghỉ hè rồi theo chơi vậy đó. Còn Vinh em mày thôi, lỡ nó dễ gì. Không chịu đi cháy không anh à? Cháy rồi đó. Cái này đúng là tấp liều lý trợ tưởng được nè. Cái
lắm, lạnh nè. Lạnh. Ba con à. Bữa nay mình chuột, anh em mình làm chiên thôi, chiên sá ớt đi. Ớt chút xíu ớt, miếng bột ngọt, miếng muối vô, quên miếng nước mắm vô, cái mình chiên cái mình ăn bữa cơm đây, đi lấy nước cơm nha. Mà uống không được nữa. Mau dữ ta. Trời, mau xôi. Ôi ơi, con đừng rút chắc con. Nghĩa cơm này hơi lửa đi con. Mình đập lửa kìa chứ. Đây con đừng, mới chuột ngon quá, giờ ốc hành ớt xả đi, xả ớt vô miếng xả với miếng bột ngọt, miếng nước mắm rồi mình chiên ốc hành. Mưa ở đây cũng có chuột lay gai mà mưa trời đang ngưng cắt hết. Chắc vô nồi kìa bác. Chắc vô nồi đi, bữa nay mình làm một món chuột muối sả ớt mình chiên thôi. Đây đang ở trên cái đường đó cả nhà, đường lộ đây. Anh em cũng đang về mà bây giờ làm lần chừng nữa chừng giờ sau giờ gặp cái chòi này, cái anh em vô đây nấu cơm ăn luôn. Hỏi chú rồi, nó nấu đi. Bên đây thì lúa cũng chưa tàn, nếu mà không mưa là người ta sẽ cắt luôn đó cả nhà, lúa nè. Gió 4 chiều. Thôi hồi xuống đây coi có lệch trong bắt lệch trong mấy không ai. Hả? Nãy xuống đây coi lệch trong bắt lệch luôn. Lạnh, giờ lắm lạnh đó. Cá gì nó chạy giận giận anh Tính ơi. Này em đội cho cá đổ mang nhiều lắm nè anh Tính. Đổ mang nhiều lắm. Ủa cái đường nhỏ này cũng cấm bản là sao ta? Bản đó để 2,5 là sao, như là 2,5 hay là không cho xe 2 tấn rưỡi chạy. Nghe cái bọng nha. Đường bề ngang 2,5 m. Đường xéo da. Bản lộ đường để tên đường đó, mình đi lạc cái mình nhớ cái bản đó mình về. Đã, có lụm trái xài nào không anh? Có lụm được 3 trái xài. Gọt đi em. Ăn thử miếng coi. Ngon không? Nó chiên còn thứ nào. Ăn thử miếng coi. Được chưa con, được chưa, chắc nước kìa chưa. Mình ăn chiếc chuột chiên, mình nấu cơm khô khô chút đi. Khô nghe. Khô nghe. Giờ này cũng đi mặn mà mụn nó cũng khó khăn quá cả nhà. Dịch bệnh rồi đâu, tụi em đâu có đi đâu xa được đâu. Mình cũng đi vòng vòng ở cách chu vi 5-7 cây số vòng vòng nhà. Có cái gì thì làm cái nấy, cả nhà xem cho đỡ buồn cả nhà ơi. Trong cái mùa dịch này nha. Cả nhà có thương anh em thì cả nhà nhớ vô đăng ký và ủng hộ cho anh em để có động lực để làm cả nhà ơi. Em cũng xin cầu mà chúc cho những người mà ở trong cái hoàn cảnh mà chỗ cách ly rồi đó, em cũng giái cho mau hết dịch đặng mấy anh mấy chị rồi có về quê chơi với tụi em, coi những cuộc sống ở dưới quê như thế nào. Mình ăn cay ha, mình ăn không cay. Anh em thì chỉ quanh quẩn ở dưới quê, vùng quê rồi thôi. Chứ có giờ cũng dám đi đâu xa đâu. Hạ như giờ anh Tiến, anh Hùng rồi đó, anh Kiệt, anh Thanh. Mấy ông anh giờ ở Bình Dương, Sài Gòn đâu có về đây chơi được. Hiện tại giờ bệnh dịch đâu có về được đâu. Cầu mong cho nó mau qua khỏi hết dịch, đừng mấy ảnh gì chơi. Thì không làm anh em mà thôi, làm anh em mà cũng suốt đời cũng vẫn là anh em cả nhà ơi. Tình nghĩa thì kiếm khó khăn lắm, tiền bạc kiếm ngàn bữa sẽ có thôi. Còn cả nhà lên comment cái vấn đề của vợ chồng anh Bùi, thì hiện tại giờ dịch bệnh cả nhà cũng biết rồi, anh em cũng bình thường. Cũng hết bệnh rồi, cũng mấy ảnh rồi anh Bùi rồi chị rồi về đi chơi. Có ông anh nào comment lên nói giờ anh Bùi với chị đi Mỹ, gần bên ảnh á. Có anh Bùi. Có đi Mỹ không anh ơi? Để cái bếp kế bên luôn đi qua. Để cái bếp nó kế bên mà mình chiên luôn. Ừ. Xích vô không sao đâu, vô cái cộng có sao đâu. Đi còn không ạ? Cháy chiếc gì? Em hổm dài cũng nghỉ bệnh ở nhà cả nhà.
giờ nó thấy tình hình nó cũng đỡ, dưới phần để cho anh em đi làm, em cũng ở nhà cũng buồn quá cả nhà, đi hủ hỉ với anh em cho vui. Buồn lắm, buồn lắm em ơi, chuyện xảy ra lỗi lầm. Tay chân làm đi giao mình đâu nãy giờ đi kiếm được rồi. Đi kiếm được hai cái bắp chuối xẻ ra đập nhờ nhờ xẻ cái mình ăn chanh vô đó đó, chân còn trong cái bọc á, cắt cái cùi bó không nhưng mà trong cái bọc hay chân có bọc bánh mình nhóc chanh đâu, để rồi mình chấm nước mắm ăn cùi cắt ở cắt xích ngoài đó đó, đừng cắt sâu vô trong quá, vừa ăn ngon bỏ không quốc luôn đi chấm nước mắm đàn chiên. Anh Dương ngọt kìa. Anh Dương ơi. Anh Dương món khoái khẩu của anh Dương nè. Bắp chuối hả? Chuột chiên muối sơ ớt chiên anh Dương ơi. Anh rảnh qua tụi em chơi anh Dương ơi. Cái này cũng gần vô mùa cắt lúa lai gai nè, cũng có chuột lai gai mà ngặt cái mưa. Mưa khó cắt. Mưa không có cắt được mình bắt cũng không có được nhiều. Nhiều này ăn xỉu rồi. Trời ơi là trời nướng cháo bắp ăn rồi trời nướng đôi đũa đốt rửa luôn hả? Vâng. Nãy nãy cây ấy. Đũa rõ vàng đi con. Đũa nãy thành nó lấy nó bỏ cái này nướng cây bạch đằng. Chết luôn. Thì quá trời anh tính rồi. Giờ có đũa dơ giờ chưa biết anh đó. Nướng cháo bắp ăn bỏ đũa luôn cháy thật hình hình. Lạnh dữ lắm nhận. Ngồi gần bếp lửa cho nóng. Đụng để vô cái gì vậy? À, rồi. Bữa thì nắng muốn chết hả? Bữa thì mưa lạnh muốn chết hả? Nắng mưa là chuyện ông trời em ơi. Mình cuộc sống mình, phải mưu sinh. Mình phải làm mới được. Tay làm ông bà ta nói tay làm hàm nhai. Ngày nào làm thì nhai. Bữa nào không làm thì mình đói. Bữa nào không làm thì thôi cũng nhai mà nhai ít. Có miếng dạt đâu không im ha. Đúng bài luôn. Ừ. Quá trời thơ bài em ơi. Nó chín rồi mà. Bây giờ phải cho nó vàng vàng chút đi Út Khanh ơi, ăn dễ. Để coi chừng văng à. Nó chạy hăng tính. Dừng lại nãy mưa tạt. Nó. Nó. Có xả sắt để vô á. Chiên lên con chuột nó thơm, rất là thơm luôn cả nhà. Muối hay gì chưa, trước khi mình muối hay gì mình đừng bỏ xả nha. Khi nào mình chiên á, mình sắc bỏ vô. Bất cứ cái gì giờ vậy mình muối mình để qua ngày sau mình chiên mình bỏ xả vô là cái món đồ muối đó nó xanh dần à. Coi chừng nó biết lửa ngang đi vô ra, coi chừng đùa qua đó luôn đi Dương Ba, đùa than qua đó luôn Dương Ba. Ừ. Ôi, không được rồi, vậy lắm bụi à. Mới sắp mấy cái bắp chuối đó ra cái nắp cơm đi. Đầu quá duyên được đường đi chiếc điểm đá trời. Nằm lên ăn ăn vậy đâu. Chuột chín rồi nè. Bới cơm rồi ra đây. Ăn rồi nằm đây luôn nha cả nhà. Dần dần chút lúc anh thấy. Ừ. Quá nó khô queo à. Đâu khô em. Chuột nó khô đó, nó chuột bè bên kia cà trở lên cho dần dần lại. Ừ. Ngon nè mô. Mở không cái này nè. Ờ cái đó động cơ mới hất thấy còn vậy à. Trời ơi thì tính gấp mấy đột ra mà bới cơm thúc vô đây nè chứ. Trước rồi đó hả? Thì cái dữ không gặp. Cái nhỏ này chín hết rồi. Hay vậy nhỏ nhỏ chiên ăn ngon lắm cả nhà ơi. Mềm. Yeah.
bới rồi đây lên mẹ như thế. Trời ơi nhắc lắm à. Quá ngon cả nhà ơi. Nghĩa quay chuẩn bị vô ăn cơm Nghĩa ơi. Bới cơm vô luôn hả? Trời ơi trời đưa mượn giá rồi. Đi cơm luôn hả? Chọn một cái. Không, ai làm đi giữa đất Trúc Khanh được vậy. Đó không ai gì vừa biết rồi. Chọn ngươi chọn vô nhiều cho ta ăn ngựng chén hay chén rồi chứ. Rồi cơm cháy ngon. Trời ơi ngon. Giờ không lấy gì cái gì. Cơm cháy bầu chiên luôn hay gì hả? Úc Hoàng ăn hết trơn cái này. Có gì đó, đó Úc Hoàng nó kêu anh qua anh phụ. Thôi cơm quá nhà ơi. Cơm quá nhà ơi, ông Tài bà cậu xuống ngồi lật mãi lật đai, chặt ra đây về cơm cô ơi. Đúng rồi. Quá ngon luôn hả? Ừ. Trời ơi, chúng ta phải dếp lên nó ngồi luôn đi. Mời cái nhà miếng cơm cháy. Trời ơi, ngon quá anh em ơi. Cháu cơm cháy dạ. Không hả? Đây, đây, ăn chứ. Nghĩa ngồi xích qua mẹ nè, cho dựng ba vô, ông ba vô đó ngồi đó con. Bấm vô ăn luôn đây. Ăn đi em, ăn đi. Máy chứ chứ anh ăn đâu có nhiều đâu, cơm nước rồi ăn giờ ăn đâu có nhiều đâu. Cơm cả nhà. Mời cả nhà ăn miếng cơm cháy. Ăn cơm mà khóc luôn rồi. Khổ quá khổ rồi. Cơm cả nhà ơi. Cơm tà bà cậu ơi, xin mời lật mã đang chặt. Ê đây dừng cơm ơi. Biết rồi, biết rồi. Ngồi cho nấm nè. Ừ, con chiên này cái tinh tí của con chuột chiên đó cả nhà. Cơm chiên trâu nó giúp cho ha, cơm là giúp cho cơm ngọt thơm. Thơm áo quá ăn cơm mà xanh để trong rửa không chết luôn hết rồi. Khó khăn một cái con nhỏ nè ngon lắm mà cả nhà nha. Ngọt quá thật ơi gì mới đâu. Ủa, ông ăn cơm hay hả? Bữa nay mà cái tao điểm. Ông ăn trộn hết nhiêu đó là ông ăn hết nhiêu đó nha. Biết à? Mới quay qua quay lại hết chén rồi cái nha. Ngon mẹ, ngon con. Được. Nghĩa này em. Đơn giản mà ngon cái này. À, chút chút mưa nắng mùa xuân tới sớm mình đang cạnh chỉ mưa sớm giờ mưa ai mấy nhẹt cái này chắc chiều mới nó có cắt không ta có được mưa cái này lấy chiều cũng không á nắng cắt lên á lắm về rồi cái tuần này có nắng miếng nào cho đã đâu sáng mà đậu mưa nghe được tao hết rồi chén tao không chén cơm chiên đi bình thường mà rồi giá nào chút xíu tôi cũng làm chén cơm chiên qua khỏi còn tệ phong lắm tắt máy bây giờ nên chứ kiếm nó ngon à anh Tiến ơi anh Hồng ơi anh Hòa anh Hùng anh Dương anh Kiệt anh Thanh anh Tâm, anh Trưởng, anh Trường. Sao im luôn rồi hả? Hả? Không biết nói gì vậy à? Cho chuột nãy giờ không ăn con nào chân hả? Không. Ngại quá. Có ít ngại quá. Chuột, chuột anh Hai ơi, chị Hai ơi. Anh Cả. Mời cả nhà nha. Cô Hai. Cô Tư. Dương Tư. Bác hai, bác chín. Gì chén nữa hả anh Tính? Rồi rồi. Quá ngon cả nhà ơi.
Để chắc em tắt máy quá cả nhà, để em vô em đùa với anh Tính mới được. Ta lén lén ngang rồi, nấu quà tao cảm chết. Ờ giờ cũng trưa cả nhà, anh em ăn bữa cơm giữa đồng rồi, cái anh em đi về. Về cái bữa chiều mình có làm gì mình làm, không làm thì mình nghỉ ngơi. Em cũng xin tạm kết thúc clip ở đây cả nhà, hẹn cả nhà gặp lại clip sau. Tôi xin 3 phút thôi, 3 phút thôi, dán cầm 3 phút nữa thôi à. Rồi. Hết cơm. 3 phút rồi cả nhà ơi. 3 phút rồi, đếm 30 tiếng quá không? Không chứ, trời gắt máy ăn miếng cơm thôi à, cái mình đói bụng rồi. Em cũng xin chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân mãi mãi luôn nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà, hẹn bye cả nhà gặp lại clip sau. Bye bye.